Đây, mình mời mọi người nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Ngày hôm nay thì mát trời mọi người, nên là mình quyết định là sẽ làm đây là cái món cánh gà mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm món cánh gà chiên tỏi ớt mọi người nhé. Thì đây mình có cánh gà này, tỏi mọi người nhé, xả này, ớt này, nói chung là rất là nhiều gia vị luôn. Giới thiệu thì nó lằng nhằng lắm. Thì kia là mình đã chất bếp ở kia rồi mọi người nhé. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ đi gọi là ướp gia vị, sau đó là sẽ chiên lên mọi người nhé. Và cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ ăn mừng. Thực sự thì là hôm nay là mình ăn mừng mua xe mới mọi người ạ. Xe thì cũng không mua, thì kiểu như không phải là mua xe mới, thế nhưng mà mua gọi là mua xe cũ thôi. Thế nhưng đối với mình là mới. Đấy thì đúng là rồi. chính là mình mua mọi người nhé. Đấy, nói chung là hôm nay làm một clip để ăn mừng mua xe mới mọi người. Tí nữa thưởng thức xong ấy thì mình sẽ đi xe ra ngoài kia, xong rồi quay cho mọi người xem qua cái xe mới của mình mọi người nhé. Và trước khi đi chế biến cái món gà chiên tỏi ớt thì mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một kênh YouTube, thì tên kênh là Xuân Đạt Vlog mọi người nhé. Thì đây cũng là kênh của một người em của mình, thì mình cũng mong mọi người sang đăng ký kênh ủng hộ em mình nhé. Và link kênh em mình thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả như phần bình luận dưới video của mình. Bây giờ thì mình đi chế biến đó mọi người ơi, rất là lành cành luôn. Đây. Chết rồi, Hoàng vứt cho anh chai dầu ấy. Đúng rồi, đáp đây, đáp. Chai dầu chưa mở lắp em đáp nó bay vào người anh. Tay đầy dầu. Hết luôn rồi mọi người ạ, sắp hết rồi. Anh Sơn anh ấy dùng dầu đấy. Hết rồi. Dùng tốn. Chai dầu này tối hôm nào cũng dùng đến mà nhanh hết thật ấy. Hôm nào cũng phải chiên. Chết rồi. Ướp gia vị vào. Mọi người ơi, kiểu như mình để lửa to quá, mình phải nhấc chảo xuống thế này. Bây giờ thì mình sẽ cho tỏi ớt vào mọi người nhé. Hoàng thấy có đầu bếp nào kiểu chiên không cần than đâu. Ta nghe anh phải cho xả trước rồi. Bây giờ mình lại bắc lên bếp mọi người ạ. Hỏi đây thơm đây. Thơm rồi đấy. Có gà được rồi đấy. Chín rồi đấy. Chín rồi đấy nhỉ? Chín rồi. Đây mọi người. Đây, còn thấy như nào? Vàng chưa? Qua vàng được. Vàng rồi mọi người. Chắc là mình sẽ nhấc ra rồi mọi người nhá. Đây. Đặt cả cái chảo vào đây à? Không. Gắp ra. Cứ để tạm đây cho nó nguội đã. Sau một tí nữa nó nguội thì gắp vào. Không nó. Ừ đúng rồi. Kèm nóng rồi mà phải gắp vào đấy thế. Bây giờ thì mình sẽ đợi khoảng tầm 10 phút nữa cho nó nguội, sau đó là sẽ đi thưởng thức mọi người nhá. Mọi người ơi, thì anh em mình đã chiên xong này mọi người. Đây cho mọi người xem muối ớt. Là anh Sơn làm gà lên là cho cả lá chanh mọi người nhé. Gà phải có lá chanh. Thế này nó mới đúng kiểu này. Đúng. Hoàng giới thiệu cho mọi người cốc đây, trà sữa. Mọi người, đây là trà sữa Thái. Cốc trà sữa Thái anh Sơn pha mọi người, có cả trân châu trắng nhé. Hoàng khuấy lên anh xem nào. Anh là lặng phết nhỉ. Lặng, cẩn thận đổ ấy. Đấy. Cái chỗ trân châu này nhai có phải đến sang năm. Nhiều lắm. Nhiều nhỉ, ngon. Tao cho lắm chân trâu đấy anh Sơn. Thế mới ngon. Úi dồi ôi. Anh nghĩ Hoàng bỏ xuống đi, không phải đổ ấy. Đổ thật chứ, cái này lặng mà. Thôi bây giờ mình cũng triển khai mình ăn luôn mọi người nhé. Có đổ không nhỉ? Không đổ đâu. Tí nữa lại thấy còn độc ca. Úi dồi ôi. Đây. Úi. Đây gà, gà công nghiệp. Đây là nó như này mọi người, nhưng mà ăn nó ngon. Đây. Mình mời mọi người nhé.
em biết là anh thèm rồi. Thèm chứ. Ngon lắm mọi người. Nhìn đã hấp dẫn. Chấm đạm đạm tí nào. Về. Ăn ngon, ăn nó thơm. Hoàng bẻ cho anh một miếng để anh thưởng thức luôn. Này, miếng đấy toàn xương thôi. Cho cánh. Đây mọi người. Ôi. Cái cánh. Ăn phê thật đấy. Mình mời mọi người nhá. Này, dính cả tí lá chanh thì nó mới sướng này. Đậm đà Hoàng ạ. Bây giờ là mình rót nước đã mọi người ạ. Ủa, cái này dai ấy nhỉ? Hả? Cái này dai ấy nhỉ? Này. Hay lại có chú gà ta lại lẫn vào đây. Ôi, có mà. Quá là hợp lý luôn. Ôi, thơm hết. Cái này là mình tự làm đấy mọi người nhé. Thế nhưng mà mình cũng không quay. Tại vì là hôm nay mình quay gà rồi. Cho nên là cái làm cái trà sữa Thái này mình không quay. Mấy mình làm rồi. Hôm nào quay phải quay nó đàng hoàng. Nó phải nhiều topping. Biết topping là gì không? Là nhiều nguyên liệu mới gia vị cho thêm. Ví dụ cho thạch ấy. Đúng thêm cả chân trâu nữa. Để cho mọi người xem chân trâu này. Đấy, nhìn kiểu như là cái ấy nhỉ. Nhìn như cái ấy nhỉ. Ok. Ngon thật. Anh cứ uống. Đây, còn đặt sang bên đấy đi. Hình như em mơ cái đoạn này rồi sao? Mơ cái đoạn này rồi á. Mình mời mọi người nhá. Mình mời mọi người nhá. Mình phải uống luôn để phá tan giấc mơ đấy. Quá là ngon luôn mọi người. Bây giờ thưởng thức cái món cánh gà này. Hôm nay là mình sẽ ăn uống gọi là ngắn gọn xúc tích. Để tí lượng còn ra review xe nữa không thì trời sắp tối mọi người. Các em phải ăn nhanh nên không phải phí. Phí ngon thế này mà. Ngon chỉ lúc đầu ăn thôi. Đúng là gà phải có lá chanh mọi người ạ. Không có lá chanh. Không có lá chanh, không có lá chanh ăn không ngon. Gà phải có muối ớt mọi người. Đấy, muối ớt lá chanh nhá. Đây gọi là chanh muối mọi người. Chả qua là mình kiểu như là gia vị mình làm thì mình thấy ngon mình cứ thêm bớt cái loại cái kia. Mọi người ăn gà mà không có muối muối ớt đi, úi rồi không ngon đâu. Mình thấy có những bạn ăn gà chấm nước mắm mình thật sự quá mệt mỏi. Giống mẹ mình. Mẹ mình toàn ăn gà chấm nước mắm thôi. Tuyệt vời luôn mọi người. Chuẩn nhất nó phải là chấm muối ớt. Đúng rồi, muối tiêu là chanh. Muối tiêu càng ngon. Đấy mà có thêm tí tiêu ngon mọi người. Ngon. Nói thật rồi, hôm nay là làm hơi vội. Tưởng không đúng ra là có tí tiêu là mình là chuẩn. Hôm nay là phê bình đầu bếp mọi người. Phê bình anh. Ừ thì phê bình anh á. Làm hơi vội vàng. Đã ăn nhỉ. Ngon quá. Tớ như là về cái vàng mọi người. Mình rang cái này tỏi mới ớt mới xả thì nó cháy nó mới thơm. Từ lúc rang đã nuốt nước miếng ứng ực rồi. Ôi, đại ca của em đâu rồi? Đây đại ca ơi. Cái tông môn này, cứ nhìn vào cái này. Đây. Này. Cậy vào xuống là. Thực ra xe thì mình cũng lấy được mấy hôm rồi. Nhưng mà hôm nay là mình mới có gọi là cái thời gian để mới có cơ hội để quay lên. Tại quay vì lên giờ còn hôm giờ còn nằm mùng 2 tháng 9 nữa. Đúng rồi. Thực ra là cũng có bạn bảo là nếu mà mua xe ấy thì quay clip đi mua xe, nhưng mà thật sự là này mình mua xe cũ. Nên là mình cũng không muốn quay mọi người. Mua xe mới không nói.
Nhưng mua xe cũ thì quay làm gì mọi người? Mua xe cũ mà đi quay lên thì nhiều bạn gọi là kiểu như là ghét anh em mình ấy, là hay vào bình luận cái video mà mình không thích. Nên là mình biết trước như thế nên là mình không quay. Thật ra anh mình mua xe cũ thì là anh em mình thích cái đời cũ thôi. Cái đời cũ động cơ nó khỏe, đời mới động cơ yếu, cũng một phần là không có tiền, không nhờ không đủ tiền mua xe mới. Thực ra mình nghĩ thì cái xe nó cũng chỉ là cái phương tiện đi lại thôi. Thực ra mình thích thì mình mua chứ cũng không quá là quan trọng mà phải mua xe đắt tiền quá hay là mua xe mới, mua xe lọ xe kia. Đơn giản thì em trai của mình thích cũng như là mình cảm thấy ok thì mình mua thôi mọi người. Mà về hai anh em đi chung, anh mình ấy rồi. Còn bạn là ai thích đi thì đi, ai thích đi xe nào thì đi. Nó xe X của anh em, của anh mình á. Nó cũng hơi bắt đầu cà tàng thôi. Kiểu như nó cũng muốn mua xe mới rồi sao, nhiều lúc lần trước mình đi ở đất cả xích cơ. Mọi người bảo chứ bây giờ đi số 5 mà đi chậm hơn cả xe đạp điện thì đi làm gì? Đúng. Lúc trôi dốc là vẫn nhanh hơn xe đạp điện. Quên. Này bữa canh gà đã ghê. Em no đi. Buồn mày thật thì tiếp ăn. Nói không nên lời, cảm giác không ổn như nào. Không ngon. Thì bây giờ mình sẽ đi review xe mọi người nhé. Mình chưa cả tắt đèn. Đây là review mọi người qua nhé. Giới thiệu qua cái cho mọi người là xe cũ. Con xe này là gọi là con xe Raider mọi người ạ. Thì nói chung là những cái con xe này thì ở trong miền Nam là họ chơi xe, là họ hay dùng xe này ấy. Gọi là xe để đua, nó gọi là xe cọp mọi người ạ. Gọi là siêu xe đấy. Thì giới thiệu qua mọi người, nó chả có gì đâu, tại vì xe nó rất là mỏng. Đây cho mọi người xem, anh Sơn quay review từ đầu đi cho mọi người xem. Đây mọi người ơi, thì xe này nó cũng như xe khác thì cũng có hai cái bánh, bánh trước với bánh sau. Đây mới bộ nhựa, đây là bộ nhựa của nó đen xì luôn mọi người. Hai mấy cái tay lắm mi, đây là cái động cơ. Đây, động cơ mọi người ạ. Đây, đầu xe đây mọi người nhá. Đây là tổng thể cái xe. Mình ngồi lên thì nó rất là đẹp. Thôi đi thử thôi, thực ra thì nó cũng như xe máy nó khác thôi. Xe côn mọi người, không phải ai đi được đâu. Đấy. Nếu mà mình lúc mình mới mua về mình phải tập đi mới đi được, tại vì côn này đi nó hơi khó. Độc thế thôi, không có gì cả. Thế thôi đúng không? Anh em mình mua cái xe này thôi mọi người. Đây mọi người ơi. Đấy. Suzuki. Thôi thế thôi. Thế thôi, quay thế thôi. Đấy. Có mọi người đây. Có mọi người xem mình, nói chung là con xe này anh Sơn đi không đẹp bằng mình mọi người. Em mình đi khả năng đẹp em hơn nhỉ. Đẹp hơn. Thì mong là mọi người xem video này hãy cho anh em mình xin một like nhá. Mình muốn đăng ký kênh anh em mình. Nói chung là like mua xe này về cho anh Sơn đi, không phải mình đi đâu. lại cho anh đi. Thôi bây giờ thì bye bye mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá.